Xuất phát từ thực trạng khan hiếm khẩu trang trên thị trường, ngày 24 tháng 3 năm 2020, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế đã giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang bằng lò vi sóng, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm, có thể áp dụng trong gia đình, các cơ quan, đơn vị, giúp người dân tự bảo vệ mình trước đại dịch COVID-19. Các chuyên gia của viện đã nghiên cứu, thử nghiệm và chứng minh được hiệu quả của việc khử trùng khẩu trang, bao gồm khẩu trang y tế và khẩu trang vải đã qua sử dụng bằng lò vi sóng. Cách tiệt trùng khẩu trang với hai bước đơn giản như sau. Bước 1, khẩu trang đã sử dụng được phun một ít nước khử trùng bất kỳ, có thể là dung dịch sát trùng hay muối sinh lý 0,9% để tạo độ ẩm. Bước 2, đặt khẩu trang vào trong lò vi sóng ở công suất vi ba 800W và quay trong 1 phút. Tháo khẩu trang này ra và phun một dung dịch bất kỳ. Dung dịch này, dung dịch có thể khử khuẩn bất kỳ. Tức là để cho cái này nó tạo một cái độ ẩm một chút thì cho vào cái lò. Chúng ta làm cái giá hay là cái gì được thì sát tới và chỉ có cái lúc mà thiết kế là chỉ có một nấc vặn một nút xong rồi quay lại là xong, chứ là không để cho mọi người làm quá lên thì nó sẽ cuối cùng là ví dụ nó cháy hay là nó gì đấy thì mọi người lại nghĩ là nó là cái vấn đề gì. Còn lò vi sóng này, đây là thiết bị thông dụng của bất kể gia đình nào, cho nên không cần phải hướng dẫn cái gì nó ghê gớm cả. Ở nhà sản xuất người ta đều nói ví dụ khi quá thời gian thì nó có thể cháy thì là chuyện bình thường, cháy là cái cháy là nó bị over cái chỗ đấy là chuyện bình thường thì mình vặn ít thôi. Và chỗ này là 1 phút là đảm bảo diệt. Nếu mà mọi người có thể là mong muốn vặn thêm cũng không cần thiết, nó có thể làm cháy của ra, nhưng là 1 phút là đảm bảo trước khi vào cơ quan chúng ta có thể quay đây. Khẩu trang nó không bị làm sao đúng không? Mọi cái không bị làm sao. Nhưng mà khi đánh giá cái khẩu trang này như thế này đã được tiệt khuẩn. Vậy theo bình thường. Đã xong cái tiệt khuẩn này và chúng ta coi như là có được một cái khẩu trang mới hoàn toàn và yên tâm. Bởi vì những cái điều kiện này là viện đã đánh giá hết rồi. Viện đã đánh giá các cái điều kiện này ở cái mức như này rồi. Và khi khuyến cáo thì chỉ khuyến cáo người ta làm đúng như này thôi. Không nên sáng tạo. Thì một số cái khẩu trang mới trên thị trường là khẩu trang ví dụ như khẩu trang tư nhân hoặc là làm cái thủ công gì đấy thì mình chưa đánh giá, cho nên là cũng không rõ được là ở trong này thì nó có thứ nhất là cái dây đeo, thứ hai là cái ấn ở trên mũi này thì có thể họ đưa những cái chất liệu vào đây có thể là cháy thì có thể người ta thử một chút, đúng không? Nếu mà trục trặc thì không dùng. Bên đây nó chỉ là một cái giải pháp thôi, không bắt buộc ai làm cái gì cả. Kết quả nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy khẩu trang sau khi được tiệt trùng bằng cách này sạch tối đa 99,9%. Theo lãnh đạo viện, đây là một giải pháp trong mùa dịch, mỗi lần chỉ tiệt trùng một cái của riêng mình để tái sử dụng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, các nghiên cứu đã khẳng định SARS-CoV-2 cũng dễ bị tiêu diệt bởi tia UV, tức ánh nắng mặt trời, các chất sát khuẩn thông thường, chloramin B, javel. Viện cũng lưu ý với các gia đình, cơ quan, công sở, nếu sử dụng phương pháp này nên mua chiếc lò vi sóng riêng trên thị trường đang bán với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Sau đó, cài sẵn một chế độ để có thể tiệt trùng khẩu trang, không nên sử dụng chung với lò vi sóng để sử dụng hâm nóng thực phẩm. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng lưu ý phải làm đúng theo hướng dẫn và phải sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải. Các loại khẩu trang thủ công không đạt chuẩn cho vào lò vi sóng có thể gây cháy nổ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, cùng với việc đeo khẩu trang, người dân cần có thói quen rửa tay sạch với xà phòng, dung dịch rửa tay có cồn, nước rửa tay khô có nồng độ cồn từ 60%, nano bạc. Tuy nhiên, các sản phẩm phải đảm bảo về nồng độ các chất có tính kháng khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.